IU comeback vô cùng ấn tượng, chặn đứng chuỗi kỷ lục của Brave Girls. IU vừa chính thức trở lại đường đua K-pop với ca khúc Lilac, nằm trong full album thứ 5 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Không có gì quá ngạc nhiên, ngay sau khi ra mắt, nữ idol tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc, chứng minh được tài năng của mình. Ngay khi vừa ra mắt, Lilac đã chặn Trolling lại trên bảng xếp hạng, khiến ca khúc giữ kỷ lục nhiều Perfect On Cue nhất của một nhóm nhạc nữ, dừng ở con số 262 tiếng. Doanh số ngày đầu của album Lilac là 216.319. Với thành tích này, thì IU là nghệ sĩ solo nữ đầu tiên sở hữu hai album vượt mốc 100 ca bảng trong ngày đầu và là nghệ sĩ solo nữ thứ hai sau Rose sở hữu album vượt mốc 200 ca bảng tại Hantel. IU sẽ quảng bá full album Lilac trên cả ba show âm nhạc của các đài KBS Music Bank, MBC Music Core và SBS Ikigayo. Đây là một mùa xuân, không phải mùa xuân êm đềm mà là cơn bão mùa xuân. Nó không chỉ ngọt mà còn cay đắng, giống như rượu soju vậy, nên tôi cứ muốn uống nó mãi. Lấy cảm hứng từ loài hoa tử đinh hương để đặt tên cho album của mình, có thể nói đây là lời tạm biệt của IU với những năm 20 tuổi để chào đón một chặng đường sắp tới của tuổi 30. Với ý nghĩa của một khởi đầu mới, Lilac đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi mang đến giai điệu sôi động và tươi trẻ. Cùng với giọng hát trong trẻo và những hình ảnh tươi sáng trong MV, IU đã khiến ca khúc tràn đầy sức sống của mùa xuân. Được biết, Lilac được chấp bút bởi chính cô nàng. Đặc biệt hơn, để quảng bá cho album lần này, IU sẽ lần đầu xuất hiện trên các show âm nhạc sau 4 năm kể từ sau Palette. Ca khúc chủ đề cùng tên Lilac kể về câu chuyện của một cặp đôi đã yêu nhau được 10 năm và hạnh phúc chia tay khi mùa xuân đến gần. Kết hợp giai điệu disco của thập niên 70-80 thông qua âm trầm nhịp nhàng và nhịp điệu sôi nổi. Ngoài ra, album lần này còn có sự kết hợp sáng tác và sản xuất từ các nghệ sĩ khác như Now, Pop Time, Dan, Changjuk, AKMU. Dù đạt thành tích khủng bước đầu, IU vẫn nhận được lời khen chê lẫn lộn từ khán giả. Không biết sao, chứ bài này nhẹ nhàng mà chưa được tới hay sao ý. Mình thích Celebrity hơn vì nó đúng cái chất giọng IU thiệt. Cá nhân tôi thì bài này khó ngấm, mấy bài trước nghe một lần là nhớ. Nhạt nhẽo, tôi thà nghe lại Big Bang 10 năm trước còn hơn. Chưa bao giờ IU làm tôi hết mê, từ nhạc tới concept thề, dù ai nói ngã nói nghiêng, IU vẫn đỉnh đúng không cả nhà. Nhân dịp ra mắt album mới, IU đã quyên góp 50 triệu won cho các gia đình đơn thân và 50 triệu won tặng ốc tai điện tử và máy trợ thính cho những người gặp vấn đề thính giác dưới danh nghĩa fandom Ujina.